hơn 58 năm, ngày 10 tháng 8 năm 1962, quân đội Mỹ đã rải thảm hơn 75 triệu lít chất độc hóa học dioxin ở chiến trường miền Nam. Đến nay, chất độc da cam dioxin vẫn còn làm cho con người bị dị dạng, dị tật, bệnh hiểm nghèo. Trong đó, người dân hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đến nay vẫn còn phải chịu đựng những dư âm nặng nề của loại chất độc này, cũng như những hậu quả khi chiến tranh đi qua. Khi hay tin có đoàn bác sĩ khám từ thiện cho người dân tại hai xã Quế Thuận và Quế Châu, từ sáng sớm, ông Nguyễn Sang, 66 tuổi, ở tổ 1, thôn 5, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã cùng mẹ là Nguyễn Thị Cúc, năm nay cũng đã ngót 100 tuổi, đi tới điểm khám bệnh này. Cả hai mẹ con đều đang ở cái tuổi bên kia con dốc của cuộc đời, nhưng cũng chỉ có thể nương tựa vào nhau để sống qua những ngày tháng. Trải qua cuộc chiến tranh năm xưa, hiện bà Cúc chỉ còn ông Sang là đứa con cuối cùng. Mẹ tôi là năm nay là sinh năm 20, sinh 1920. Bỏ năm nay là trong 100 tuổi, trên 100 tuổi. Sức khỏe rất yếu. Tôi không gì hơn cũng xin cảm ơn cái tổ chức của nhà nước quan tâm đến tuổi già, những người bệnh tật. Sống đến từng ấy tuổi, tuy sức khỏe đã quá yếu, nhưng với bà Nguyễn Thị Cúc, dịp được gặp các bác sĩ như thế này quả thật hiếm hoi. Không may mắn như bà Cúc là còn có con trai dìu dắt. Ông Nguyễn Hớn lại mang một câu chuyện buồn khác. Với cả hai chân bị mất do trúng phải mìn trong lúc hành quân, đã 50 năm ông Hớn đi lại khó khăn. Ở cái tuổi 73, ông phải một mình tự túc mọi thứ. Các bác sĩ trong đoàn từ thiện ai cũng thương và hết sức chăm lo cho những số phận ấy. Không chỉ có bà Cúc, ông Hớn, mà ở hai xã Quế Thuận và Quế Châu, vẫn còn hàng trăm con người vẫn phải chịu những hậu quả của chiến tranh để lại. Cũng chính vì vậy mà Quỹ Hòa Bình cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn nơi này để chăm lo cho những người khó khăn. Mình đi khám mà tập trung vào những người già yếu, và ở đây thì người ta là chủ yếu là dân làm nông. Cho nên cái bệnh một là xương khớp rất là nhiều, hai là những cái bệnh của người già, ví dụ tăng huyết áp. Có những bệnh nó rất là thông thường, chẳng hạn như cao huyết áp mà mình không điều trị, thì đến khi muốn đi vào thành phố tìm ra được bác sĩ giỏi thì lúc đó nó tai biến nó rất là nhiều rồi. Mà trong y thì phải là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thứ hai nữa, dùng thuốc nam, dùng thuốc đông y thì là điều nên dùng, nhưng cần phải có nguồn gốc rất là rõ ràng và tuyệt đối không được mua những từ cái nguồn mà người ta bán trên mạng, người ta quảng cáo một cách rất là rầm rộ như là hiện nay. Chương trình không chỉ chăm lo sức khỏe cho người dân mà còn hỗ trợ sinh kế 10 con bò giống, sửa chữa 20 căn nhà cho nạn nhân chất độc màu da cam và tặng 39 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Những món quà được trao tặng lên tới hơn 800 triệu đồng. Tạm biệt với Quảng Nam, chuyến xe của đoàn từ thiện tiếp tục đến với người dân tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Điểm trường tiểu học Ba Vì sáng chủ nhật bỗng đông lạ thường. Hàng xe đạp mới tinh được dựng ngay hàng thẳng lối. Các em học sinh đang ngày nghỉ lại có mặt đông đủ nơi đây. Trong dãy lớp học, các y bác sĩ đang tận tâm thăm khám sức khỏe cho bà con. Chủ yếu người dân ở đây bị các bệnh về xương khớp và cao huyết áp. Bà con khi khám xong đều được bác sĩ tận tình chỉ dẫn điều trị và cấp thuốc cùng những phần quà. Đến đúng 9 giờ sáng, buổi lễ bắt đầu. Các em nhỏ đều háo hức với những chiếc xe đạp mới. Người dân vui mừng khi được nhận những món quà hỗ trợ. Vấn đề người ta hay đau, thường xuyên đau là bị tê chân tay, rồi bị khớp, bị thằng kinh tọa này mà. Cái chuyện là đi điều trị. Hôm nay là đi khám bệnh thế này, thấy là cũng cái thế rất vui. Rất vui và cũng là được nhận thuốc, được tặng quà, rồi cũng cảm ơn là trong đoàn và cảm ơn là Đảng, nhà nước hết sức quan tâm cho dân.
Tại đây là một trong những địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề bởi ô nhiễm bom mìn. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 2.300 nạn nhân bị tai nạn do bom mìn sau chiến tranh. Phần lớn các nạn nhân là trụ cột chính, bỗng trở thành gánh nặng cho gia đình, người thân. Cái giúp đỡ hỗ trợ này thì nó không phải là lớn lắm, về mặt tinh thần thì là không có. Cái thứ hai là tại tỉnh Quảng Ngãi thì cũng có cái hội hỗ trợ khắc phục và bom mìn của địa phương. Quy động của hoạt động của hội trung ương, là để nhằm khuyến khích cái hội của Quảng Ngãi tích cực hoạt động hơn để mà cố gắng vận động nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ để giúp đỡ. Chiến tranh đi qua để lại bao đau thương, nhưng với những nghĩa cử cao đẹp cùng tình thương của đồng bào, chắc chắn rồi những mất mát kia dần dần cũng sẽ được vơi bớt. Những đứa trẻ tiếp tục đến trường, người dân được sống khỏe mạnh, chính là những ý nghĩa mà các bác sĩ cùng Quỹ Hòa Bình muốn vun đắp, dựng xây.